rồi đúng không? Bây giờ ta nói đến chính trị rồi, độc lập rồi đúng không? Chúng ta không xâm lăng bất kỳ nước nào, không đó. Xâm lược, độc lập, trung lập, gọi là có một cái nữa là chúng ta không can thiệp vào bất kỳ nội bộ quốc gia nào. Đó, thì lấy gì lý cớ gì để gây chiến với mình? Ừ. Tôi với anh không hoàn toàn không dính líu gì cả. Ừ. Kể về tất cả các mặt, từ quân sự, chính trị, nó buôn bán tôi không chơi, tôi không quan tâm với anh, mà anh chẳng quan tâm với tôi, lý do gì anh lại lên gây chiến? Thành ra Việt Nam mình đối với ngay bây giờ không biết, nhưng mà hầu như là ngay bây giờ Việt Nam mình không có kẻ thù. Nó một cách đơn giản là không có kẻ thù. Không có kẻ thù thì làm sao có chiến tranh, đúng không? Rồi Việt Nam mà không kéo chỗ đó, bởi vậy giờ con nói một cái này, nói cái là chú sướng lên này. Ừ. Công nghệ không tin, bộ không tin truyền thông, chúng ta có độc lập không? Độc lập. Việt theo bây giờ sắp sửa xâm lăng nước Mỹ luôn rồi. Người Mỹ sướng lắm mà giá rẻ chú, cước rẻ 100.000 à, $5 à, $5 giống Việt Nam, xài thoải mái luôn. Đúng chưa? Ừ. Chúng ta phát triển sức mạnh của chúng ta về kinh tế, về này kia là chúng ta tự lực cánh sinh, tự đi lên đôi bằng chân của mình. Ở đây sòng phẳng chẳng bượng ai cả. Tao muốn cái đó, tao mua, ngày bán, tao không có cần mọi người giúp đỡ. Nó hẳn là vậy, nước Việt Nam tao giàu à. Công nghệ thông tin thì Việt Nam mình là tự nghiên cứu, tự phát triển. Tự phát triển. Và chú biết là trước lúc mà chưa có Viettel á, là tụi con đang xài mobile và Vina. Thì giá mobile Vina từ khi có Viettel, giá mobile Vina mỗi ngày một rẻ hơn mà không dám lên. Cạnh tranh, với Viettel á là gọi là an ninh về viễn thông. Chúng ta kể cả về hai cái vệ tinh Vinasat 1-2 gì đấy, 1-2-3 gì đấy, ta cũng dùng của ta đâu có sai của các nước. Cái đó ta độc lập luôn mà. Ta cũng dùng của Trung Quốc, cũng dùng của Mỹ. Đúng. Ta bắn lên ta từ dùng của ta luôn. Cho nên về vấn đề công nghệ thông tin ta cũng độc lập luôn. Mạng 4G, 5G, 3G, 4G, 5G tao đang phát triển mà. Đây nè, ta đang livestream cho tụi bay coi là mạng của Viettel nè. Ừ. Một vô địch, nó hẳn là tao không biết, mà ở mạng ở Mỹ là đi rất là yếu, đi qua cầu hay đi những cái chỗ nào mà nó khuất hoặc là mây núi nó có cái gì che chắn là nó mất liền, nếu xìu à, nó hẳn là như vậy. Còn ở đây tao đi đâu vậy, nó khỏe ra, đi lên rừng, lên núi, xuống biển, xuống sông gì, nó chạy tốt luôn hết trơn á. Ừ. Và nó rẻ nữa chứ. Đó, như vậy là ta lại trả lời cho các bạn biết là về viễn thông ta cũng không phụ thuộc Trung Quốc. Mặt Mỹ sợ lắm nha, Mỹ tôi sợ Huawei á. Huawei á. Nhốt cả gì con của chủ tịch tập đoàn Huawei đây. Bây giờ nói ra một câu như là một cái điện thoại thôi, Apple thôi, 14, 15 nhận biệt. Ở đây ta mới ra điều thị cho ION, người ta mới thấy một cái Huawei. Apple vừa bán 31 triệu, 32 triệu gì đó là hả vậy. Thằng Huawei á, 40 mấy triệu, 50 triệu. Là cái máy của Huawei á, mắc hơn của Apple luôn. Và công nghệ của cái thằng Huawei rất ghê hơn cái thằng Apple luôn. Bởi vậy khi mà nó tranh đấu hoặc là nó không nó cho cái thị trường của Huawei vào Mỹ là lý do là nó chơi xấu, nó đều nó bắt cha bà tổng giám đốc của thằng kia là nó không cho cái thị trường Mỹ, cấm cho cái thằng Huawei vô trong thị trường Mỹ. Phao tin dịch là cái này nó có dáng đẹp hay là cái dáng kia là Mỹ chơi bẩn lắm, nó hẳn vậy. Nó bắt mà kia tống bên Canada, nó tống ra ở tù 1-2 năm rồi đó, bây giờ thả ra rồi bà tổng giám đốc của thằng Huawei ở châu Âu á. Tức như là cái mảng về được coi như là công nghệ thông tin á, là thằng Mỹ hiện giờ đang tụt hậu á so với lại Trung Quốc. Chúng ta xấu Mỹ chú. Hả? Mỹ tụt hậu rất hơn Trung Quốc á. Là phụ thuộc Trung Quốc hả? Nó bị ngoại, nó bị cái những cái option á, option trong cái máy á, thua nó lạc hậu hơn là thằng Trung Quốc. Mình Trung Quốc nó cải tiến mà làm dữ dằn lắm. Có thể là một cái phone của Huawei Trung Quốc á, hình như tao mới coi là bốn ngàn bảy đô một cái phone của Trung Quốc Huawei á nha, đời mới bây giờ đó. Rồi đó, ở trong đó nó làm đủ trò trên cả nhà, trong cái phone chỉ có một cái phone thôi là anh có thể là điều khiển đủ loại, kể cả cái xe hơi anh đang đi nó cũng làm luôn. Nói chung là tất cả những cái gì người ta đều nằm ở trên cái Huawei cả. Và rất là đẹp đó, những cái loại cao cấp quá, chứ không phải đồ Trung Quốc, đồ nào cũng giỡn đâu, đừng có giỡn. Thậm chí những cái đồ gia dụng tao về đây tao mới biết, những cái đồ bán hồi nãy lai là cái đồ bỏ đó, là đồ giải gì đồ cái dạng như mình bên Trung Quốc bằng cái xưởng nhỏ làm. Nhưng mà nếu mà những cái đồ đó từ nồi nấu cơm, máy giặt, hàng kim của Trung Quốc, mà hàng chính phẩm, mà hàng của công ty bên mắc lắm nha, chứ không có rẻ đâu, mắc lắm nha, mà bền lắm nha.
con thấy Mỹ cái gì bàn con mua về, cái gì tặng con cũng China, đâu có China hết á. Thì nó tới bây giờ thằng Mỹ thì hầu Trung Quốc hiện cách đây trăm là hiện nói là đã nói là nhà máy sản xuất gì của thế giới luôn mà. Có được cái quỷ quái gì ở Trung Quốc cũng có chứ. Từ phone, từ nồi, từ chảo, từ son, từ bếp, nói chung là tất tần tật. Là nó gọi là một cái nồi, đất nước Trung Quốc là một cái gì đó của thế giới, có nghĩa là nơi sản xuất á. À. Cái câu nói này của ông con nhớ bác gì Cù Huy Hà Vũ, ông ấy là chỉ cho chính phủ Việt Nam. Câu này là nhắc lại công xưởng của thế giới, đúng rồi đó, công xưởng của thế giới. Từ nè, thậm chí bây giờ mới thối lộ cho biết là ta cũng biết bây giờ thằng nào người Mỹ tí nó mới sưu ra là cái thằng Tesla đó. Còn bộ lộ của Trung Quốc hết trơn á. Nhà máy ở Trung Quốc mà. Giỡn mặt mày. Mỹ chứ thoát đúng rồi, bắt đầu bắt Việt Nam thoát đúng. Thằng Mỹ thì chưa thoát đúng thì làm sao mà Việt Nam đúng. Mà Việt Nam thoát đúng từ lâu rồi. Nãy giờ ta, chú cháu nói rồi. Cái gì thoát là thoát. Cái gì dứt khoát thoát là thoát. Còn cái gì phụ thuộc vấn đề mà người dân là đủ bắt buộc là phải theo là mới sao. Đó là lợi thế về kinh tế. Đủ mà mày trồng khoai, trồng mì, mày trồng dưa leo, mày trồng mà sầu riêng, mày trồng xuất đi đâu. Chỉ có 1 tỷ tư dân nó mới ăn thôi chứ mà Mỹ sao ăn. Mỹ mà sầu riêng sao ăn được. Có nhiều đứa khui ra nó bỏ chạy mất mẹ thúi đồ á. Mà chở qua tới nơi. Mà chở qua tới đó nhiều khi đâu có ngon nữa, nó hết mẹ rồi nó qua quá lâu. Thúi rồi. Quá lâu. 4-5 ngày mới từ qua rồi mà làm thủ tục hải quan nhập các cái rồi đúng rõ ràng. Trung Quốc đi đường bộ qua bên luôn kia luôn, đủ sáng chở qua. Sáng chở qua, chiều đi về. Tiền đưa túi. Đủ, sướng không? Rồi, cái vấn đề viễn thông á, là an ninh quốc gia cũng là một cái mạng mà để cho người dân mình á, lấy nông thôn bao quanh thành phố. Đúng rồi. Không để ai ở lại phía sau. Người nông dân ai cũng có điện thoại smartphone hết á, hầu như điện thoại ai cũng có. Trời ơi, đây nè. Rẻ như cho mà, có mấy chục ngàn, 90 ngàn nữa. Ta mới coi cái thằng kia Hoàng A Pháo gì, A Pháo gì ở trên bên núi mới thấy ta. Nghệ sĩ á, A Bảo á. Không, cái thằng này chuyên môn làm từ thiện thôi à. Nó chuyên môn đem quần áo ở dưới đồng bằng mà ông ta cho mà làm ảo lạnh để lên núi cho mấy người dân tộc lên núi á. Sống lưa thưa lắm. Con gái sống bận đồ rạc rỡ như Hờ Mông rồi phải, Hờ Mông rồi. Ê mà đổ cặp hôn smartphone nha trên núi á. Leo núi mấy nghìn mét á. Mấy nghìn mét á mà dân tộc thiểu số á nha vẫn còn xài smartphone đó là ghê chứ. Rồi smartphone có nét có chứ. Đồ. Là bao phủ toàn bộ luôn, kể từ dân tộc thiểu số cho đến đồng bằng là nước sông nước đầy đủ phủ sóng toàn bộ. Đấy. Thấy chưa? Cộng sản bây giờ cắm cọc in cọc viễn thông á. Khắp Lào, Campuchia, Myanmar, Châu Phi đến Châu Mỹ luôn. Rồi. Bán giá rẻ. Rồi. Đó là biết theo. Bây giờ xuất khẩu gì? Xuất khẩu sầu dùng gì á? Đường lối. Tao thì không rành cái chuyện cộng sản cái chuyện, nhưng mà tao nghe tụi nó nói là như là đường lối sạc cái đường hướng xã hội chủ nghĩa nó đã đi theo rồi. Như mấy cái nước về bên Phần Lan nè, bên Châu Âu nè đã đi theo rồi đó, theo cái kiểu khuôn mẫu nó không, nó là dân tư bản nhưng mà cái đường hướng cái hơi hướng là xã hội chủ nghĩa đó. Từ cách buôn bán rồi tập hợp rồi kia hầu như là như vậy đó. Tao thì bây giờ những người dân nước nghèo Châu Phi họ bây giờ con thấy có nhiều vùng xa xôi mà họ cũng gọi điện thoại đó. Những cái cột điện thoại kéo sóng vào vất vả lắm, họ kéo mấy ngày mấy ngàn km mà. Đúng rồi. Mà kéo vậy là chân thưa thớ thì thu lại được bao nhiêu đó chú, nhưng mà mục đích là phục vụ đúng không? Đúng rồi, mới là phục vụ. Mục đích phục vụ cho người đó, dân đó. Như Châu Phi tiền đâu trả. Nhưng mà giá kêu là giá bèo, giá kêu là giá đeo mạc, giá gì cho luôn. À con quên hỏi chú là như ở đấy thì con xài hai cái máy á, một tháng con xài một cái 125, hai cái có 250 đạt sau à, thế bắt đạt sau. Là gồm bao gồm cả mạng 4G, nói chung là bao gồm đầy đủ á. Tức là con đi ra ngoài con xài 4G không à? Là dài thoải mái hai máy con là xài 250.000, là con là giám đốc con gọi liên tục á. Nhưng bây giờ thì chủ yếu là Zalo. Zalo cho nên ít Zalo thì nó rẻ. Zalo thì nó cũng phải có mạng, mà một là wifi, hai là có internet thôi. Thì đây nè, rồi cái phone ta đang xài, ta đang ngồi livestream tụi bay nè. Ta mua Vinaphone 1.2 triệu nhưng mà nó tới 16 tháng 16 tháng mà có 1.2 triệu 1.2 triệu thì tính ra như là 100.000 không 100.000 mà 16 tháng chưa tới tháng mấy triệu 80.000 à một ngày 6 GB 16 tháng mà 16 GB nha. Mà 16 tháng mày tính đi mà 1.2 triệu chia ra mày thử coi mày chia tháng nhiêu.
Trong khi đó ở nước Mỹ tao xài T-Mobile riêng một mình tao là một tháng là 70 unlimited là xài thoải mái, nhưng mà 75 đô một tháng. Một tháng 75 đô, ở đây tao xài 16 tháng có 1.2 triệu. Kinh khủng, nó rẻ rút độ thì kinh khủng chưa, nó rẻ hơn 16 lần. Nó tính là vậy, một tháng mà tao đi cái máy tao làm 10 T-Mobile hình như 75 đô. Đấy, con xài hai cái này tính ra là một năm có 3 triệu à? Đó, tẹt ra là con xài thoải mái. Xài tẹt ra luôn. Ở người ta nói Việt Nam mình sướng cái chỗ đó. Cái này rất là vui nè. Tính chào ra biển là vui nè. Ở nước Mỹ không có cái màn gọi là wifi chùa. Wifi chùa là gì? Wifi chùa có nghĩa là mày đi tới đâu mà không có wifi. Mày không có wifi là mày vô mày xin nó đâu có cho. Hoặc từ được hợp đạt cái là có những cái cửa hàng ở Việt Nam mình xin nó thì nó cho. Lâu lắm mới đại khái hiếm hoi lắm. Ở Việt Nam mình đủ đi bất cứ nhà nào, bất cứ ở đâu và bất cứ quán nào đều ghi sẵn wifi, tên gì để sẵn. Vô cà phê, có wifi mày cho anh xin đồ đó, bấm đồ thoải mái. Hay không? Nhà nào cũng có hết trơn rồi, và nhà quán cà phê nào cũng có luôn. Đồ đã gì ghê, ở Mỹ làm gì có chuyện đó đâu. Khó, lên ra sướng. Rẻ nữa. Cho nên là nói là... về viễn thông là mình độc lập đó, độc lập tách độc rồi, đó, không đó có những cái mà cần phải độc lập, cần phải riêng rẽ. Tại Việt Nam đã riêng rẽ, thứ nhất là quân sự, thứ hai là giáo dục, rồi thứ ba là viễn thông, đó quân, còn quân nhiều sự, quân sự là 4, quốc phòng là 4, đâu cái đó chính trị là 5, độc lập luôn, rồi ngoại giao độc lập, đúng rồi, ngoại giao độc lập, bởi vì mới có bộ ngoại giao đó, rồi ngoại giao trong phụ thuộc Campuchia kìa, Campuchia đang Trung Quốc đầu tư, Trung Quốc nói gì nghe cái đó, nó chống vào Việt Nam luôn nha bộ. Cái suối mà ý nói là phụ thuộc nó mà, phụ thuộc Trung Quốc á, phụ thuộc Trung Quốc đầu tư cho này đầu tư cho kia, cho đường đầu tư đường cảng cầu cả tùm lum, Trung Quốc đầu tư cho Campuchia, bây giờ Campuchia nó chống cả Việt Nam luôn thì không chống được. Cái nội dung hôm nay buổi live này thì mình cũng phản bác lại một số người vấn đề là không cần biết giá gì cả, cái đề đầu đề Việt Nam là phải thoát Trung, thoát cái gì, biết cái gì đâu mà thoát, mày biết cái gì mà thoát, mày thoát Trung mày không bán nông sản cho nó cho nhân dân đói à, cho chết đói à, rồi mày tới đó mày kêu thoát Trung cái là dân nó quýnh mày răng không còn cái nữa được không á, nó khoai mì khoai lang dưa hấu nó bán cho ai được, nó quýnh có 14 bộ thì hôm nay ta lại nói khoảng 7 bộ con à. Nói thêm một cái bộ nữa là bộ công thương à. Vì con là giám đốc nhà máy, hàng ngày tụi con phải nhập hàng Trung Quốc thì ta phải nói theo cái bộ này nữa, thì ta cũng chào bà con luôn ha. Bây giờ con hỏi chú này, có những nguồn hàng ở Việt Nam mình không sản xuất được, hoặc là mình sản xuất mắc hơn ở Trung Quốc, thì bây giờ có hai nguồn hàng là đều phải nhập, một nguồn là ở Mỹ, một nguồn là ở châu Âu, một nguồn là Trung Quốc. Chẳng hạn như con mua cái màng MPET đi, tức là màng để phủ nhận lắp bóng ấy, thì chất lượng ba cái mấy loại cái màng đó là chất lượng cấu tạo đều là ở khắp hành tinh đều giống nhau, nhưng mà thằng Trung Quốc á giá nó chỉ bằng 2/3 thôi với châu Âu à, giá bằng một nửa thôi với Mỹ à, giá rẻ hơn bằng một nửa thôi với Mỹ à, thậm chí là thằng Khánh nó nói rồi, Khánh nó làm bao bì mà nó nhập hàng của thằng Trung Quốc rất là hay, rất là đẹp. Dạ đó, có những cái thì phải nhập, phải nhập. Mặc dù Việt Nam làm được mà không bằng Trung Quốc làm đẹp hơn, cái là cái chai mà đựng nước dầu thơm á. Dạ đó, bao bì bây giờ mình lấy cái màng phủ làm bóng mà các nguồn mà Trung Quốc rẻ hơn, nó chỉ bằng 2/3 thôi với các nước. Bây giờ tách cái gì, người ta nói không phụ thuộc à? Bây giờ nó bán rẻ hơn, mình mua nó mua ai? Cái tự nhiên chạy thẳng bên Mỹ mua gấp đôi đây, về tàu đang có sản phẩm, chẳng hạn như gói thuốc này, đến cái lớp bóng này, đây bây giờ mua giá gấp đôi về xong mà bán ra thị trường nó cạnh tranh được? Đâu có thằng kinh doanh nào mà ngu. Tất nhiên là thường kinh doanh nó thường cái ý của họ lúc nào vậy, mua tận gốc bán tận ngọn. Cái nào mà lời nhiều là cái đó theo mình làm, mà nếu lời nhiều mà phải đúng tiêu chuẩn của mình là đã yêu cầu, mà nếu đã yêu cầu như mình mà nếu mua hàng Trung Quốc thì nó rẻ hơn nữa, mua của Mỹ gấp đôi thì mày mua hàng nào, đương nhiên mày phải chọn cái giá rẻ mua thôi. Cái điều đó là cái điều những người kinh doanh ai cũng biết cả, mà chỉ có cái đám cái đầu trâu mặt ngựa lúc nào nó bắt mình phải thoát cái gì, thoát sao thì sống, thoát sao dân nó ở được, chứ khoai bị khoai lang trên nó đổ đâu, thanh long nó dục cái đau cho bò ăn à. Rồi con nói bây giờ mình ở Quảng Ninh mình có than đá mình đào lên mình bán để mình lấy ngoại tệ về, thế mình bán cho Trung Quốc, nó than mua Trung Quốc nó cũng mua của mình rẻ hơn nhé bố,
mình bây giờ còn nói là mình bán, mình mua nguyên liệu của nó về mình cũng rẻ này, rẻ hơn người ta. Bây giờ than đá của mình ở nách nhà nó, cái than đá đi mua bên Úc về thì có phải là mua của mình rẻ hơn không? Nó sang nó mua mình chứ bộ. Bây giờ tài nguyên mình có, mình đào lên mình bán để mà lấy cái tiền đó mà phát triển đất nước, cũng là coi như cân bằng ngoại hối, cân bằng thương mại đấy. Mình bà cái nào mình xài phần nào mình xài được sai. Nó có nhiều đứa nó phát ngu, nó ngu đến mức độ mà nó không hiểu bất cứ một cái gì cả. Nó nói là mẹ tại sao mà ở Việt Nam mình than thì ở dưới đất đào lên đào xong rồi đem bán mà tại sao phải lỗ? Có đồ ngu cỡ đó. Đào tự nhiên mày lên xuống mày đào lên bán à. Mày đào phải có công nhân, phải có máy móc, mày phải đi mướn, mày trả lương, mày thợ. Rồi đạt năng suất của mày giao thấp thì đương nhiên mày bán rồi kia đương nhiên phải bù lỗ, nhà nước bù lỗ vô khoáng sản than đó, nghịch năm nay năm nào nó lỗ mấy ngàn tỷ gì đã thấy tao không rành nữa. Cũng vậy, cái than nó có nhiều loại chú ạ. Nó có nhiều loại, và than bùn rồi than cục rồi than cốc đủ rồi, loại, than công nghiệp và than đủ giống như muối. Chưa chi nói muối nước biển. Má nó ngu quá, nước biển vô anh ra nó lấy muối nó. Đồ má nó ngu mức độ vậy. Muối nó có nhiều dạng muối công nghiệp, muối làm nhiều dạng muối chứ không phải là mình không phải là nhà khoa học, mình không có giải thích gì đó, nhưng mà không ai ngu dạy gì tự nhiên muối bên kia đem về mà đi bán đi buôn muối ngoại quốc bao giờ cả cả cái biển vậy, nhưng mà nó không ngu mày mà. Nói chung là có cái họ cần mình thì mình bán cho họ. Nói như vậy mà cái gì mình cần họ rẻ mình cần họ mình mua của họ. Mình lựa ra chứ, mình cứ lựa ra chỗ nào. Nói chung là hai bên đều giao thương. Buôn bán này hai bên đâu có lợi, tự nhiên buôn này tự nhiên đại biểu là chống gì? Không. Thậm chí tôi chẳng biết